xin chào các bạn mình tên là nguyễn quỳnh chi chào mừng các bạn đến với chương trình nhật ký của đứa trẻ Ngoan các bạn thân mến sách là một người bạn với chúng ta trong suốt quãng đường chúng ta trưởng thành phải không nào sách không chỉ giúp chúng ta hiểu biết rộng hơn mà còn giúp chúng ta nuôi dưỡng tâm hồn của mỗi người giúp chúng ta có sống lương thiện hơn là một người tốt trong xã hội trên tay mình là cuốn sách việc học không hề đáng sợ bộ sách này gồm có 10 cuốn sách và mỗi cuốn sách thì có một chủ đề khác nhau. tác giả của cuốn truyện này là tác giả chưa cần đã sáng tác. mỗi câu chuyện thì có một bài học khác nhau đấy các bạn ạ. À. khi mình đọc câu chuyện này thì mình cảm thấy rất là hứng thú trong việc học tập này và các bạn có thể tìm hiểu và mua cuốn sách này ở nhà sách nhé. còn các bạn thì sao? các bạn thích cuốn sách nào hãy kể cho mình nghe nhé. còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.